Kính thưa bà con, kính thưa quý khán giả, có câu lắm bướm thì đẻ nhiều sâu, tàn phá hoa màu, làm hại nhà nông. Những ngày vừa qua mưa nhiều cho nên lúa có xu hướng phát triển tốt bà con. Bộ lá xanh khỏe và mơn mởn cho nên nhiều loài sâu gây hại trên lá, nó đã tấn công cái ruộng lúa của bà con mình. Và những câu hỏi bà con mình gửi về, Hoàng Vũ đã phân loại được, trong đó có sâu cuốn lá, nè, sâu xếp lá, sâu cắn lá và cái con ruồi đục lá nữa bà con. Do đó mà chương trình hỏi đáp nhanh kỳ 13 này chúng ta sẽ lấy chủ đề là sâu hại trên lá bà con ha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tư vấn cho quý nhà nông có câu hỏi gửi về cho chương trình. Câu hỏi đầu tiên: sâu keo ăn hết lá giai đoạn dưới 30 ngày có cần phun thuốc không? À, anh nói là sâu keo nó ăn hết lá, giờ thì mình đâu có cần phun thuốc bà con, tại vài bữa nữa nó không có lá ăn, nó đói nó chết rồi, mình đỡ tốn tiền bà con ha. Vâng, Hoàng Vũ nói vui rồi anh. Và để tư vấn cho anh về câu hỏi sâu keo thì Hoàng Vũ xin cho anh coi một tấm hình sâu keo nó ăn, coi nó phải giống trên ruộng của anh không. Vâng, xin mời bà con mình xem qua tấm hình này. Đó, bà con mình thấy tấm hình này Hoàng Vũ chụp ở nông trường Cờ Đỏ Cần Thơ vào năm 2016 bà con. Một cái vụ mùa mà sâu keo nó tấn công là coi như là rụi hết lá luôn đó bà con. Nhưng mà cuối cùng thì năng suất của bà con mình vẫn đảm bảo bình thường đó bà con ha. Và thực tế thì con sâu keo này nè, những nhà nông kinh nghiệm thấy nó trên ruộng thì giống như một cái điềm báo là vụ mùa đó sẽ trúng bà con. Và con sâu keo này ở giai đoạn của anh nói là dưới 30 ngày thì mình cũng đừng lo quá. Anh sẽ quản lý xong rồi mình phân phướng vô cho ruộng của mình thì ruộng chúng ta sẽ đủ thời gian để phục hồi. Đặc biệt là khi con sâu keo nó cắn ruồi vậy nè bà con, thì những cái cây lúa sau này là cái chân nó sạch bon, nó không có miếng lá ủ nào hết, nhìn rất là đã mắt mà con ha. Và ở đây thì Hoàng Vũ sẽ tư vấn cho anh một sản phẩm, sản phẩm Rino. Đó thì sản phẩm này cũng được nhà nông ở trên dùng nông trường Cờ Đỏ mình xử lý rất là nhiều bà con. Và đặc điểm khi bà con sử dụng Rino, bà con mình sẽ nhớ nha, khi mình phun vô thì nó chết rớt khoảng 70%, còn 30% còn lại thì nó sẽ chết theo cơ chế bỏ ăn và 1-2 ngày sau nó mới rụng tiếp. Nhưng mà ruộng lúa của chúng ta cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều đó, bà con ha. Vâng, thì Hoàng Vũ xin tư vấn cho anh về vấn đề sâu keo và chúc cho anh có những cái ruộng lúa đạt năng suất giống như là những nhà nông kinh nghiệm chúng ta đã nhận định về cái con sâu này. Rồi, mình đến với câu hỏi thứ hai bà con. Sâu cuốn lá bị gói lứa thì phòng trừ như thế nào? Thuốc trừ sâu cuốn lá hiện nay nên dùng hoạt chất nào là tốt nhất? Vâng, anh đang bị một cái tình huống hơi khó, đó là con sâu cuốn lá gói lứa trên đồng ruộng bà con. Thường một lứa thì mình dễ lắm, mình canh ngay cái thời điểm mà bướm chết, sâu non mới nở, mình phun cái là mình khỏe. Nhưng mà bây giờ ở đây có con sâu già nè, có con bướm mới, rồi có lứa sâu non nữa, mình không thể nào mình dựa vào một thời điểm để mình quản lý cả cái này được, và mình phải khó khăn hơn, đặc biệt là trong cái khâu mà mình chọn cái chế phẩm bà con. Thường bà con chúng ta sẽ dùng một chế phẩm và mình tăng cái liều lên rất là cao, hoặc là bà con mình kết hợp giữa hai chế phẩm với những cái hoạt chất khác nhau để bà con mình cho ra một cái giải pháp quản lý con sâu này bà con ha. Và hiện nay thì do biến đổi khí hậu bà con, dịch hại nó có xu hướng nó thích nghi rất là nhanh, thậm chí là nó đổi cái cách gây hại nữa. Như bà con mình gần đây thì thấy cái con sâu xếp lá đó. Và cái giải pháp của công ty An Phát Nông là mình sẽ dùng cái chế phẩm kêu là Loci 265 SC. Chế phẩm này thì nó chứa hai hoạt chất trừ sâu mới nhất, và Hoàng Vũ sẽ dùng Loci, Hoàng Vũ cộng thêm cái chất thấm sâu 30 giây để tăng cường lực cho nó lên, và từ đó thì nó sẽ quản lý rất là tốt những cái nhóm sâu gối lứa anh ha. Về cái giải pháp Loci cộng thấm sâu này thì gần đây đã quản lý thành công những cái dịch sâu ở Châu Thành Hậu Giang, Châu Thành A Hậu Giang và ở cái Gò Quao của Kiên Giang các bà con ha. Xin chúc cho anh mình có thêm kinh nghiệm để quản lý cái sâu gối lứa trên ruộng của anh. Rồi mình đến tới câu hỏi số 3 của anh Dương trên YouTube. Lúa 34 ngày bị sâu cuốn lá ăn trắng, vậy có ảnh hưởng về sau không? Khi thấy bướm xuất hiện thì khi nào mới cần phun thuốc sâu? À, ruộng 34 ngày mà bị sâu cuốn lá ăn trắng thì Hoàng Vũ nghĩ là nó sẽ không ảnh hưởng nhiều về sau. Tại vì giai đoạn này tới khi mà cây lúa chúng ta trổ thì nó cũng còn khoảng 4 năm lá nữa bà con ha. Với cái lượng lá này thì nó vẫn đảm bảo việc nuôi bông vô gạo bình thường.
và anh sẽ quản lý cái lứa sau này cho dứt điểm. Và anh hỏi cái ý thứ hai là về cách quan sát con bướm để mình phun con sâu sao cho nó hiệu quả bà con. Ở đây thì mình sẽ nói gì nè bà con. Theo bài bản, khi mình thấy con bướm nó trên ruộng thì mình phải theo dõi nó 2-3 ngày sau, khi nó chết xác nó nằm ở trên mặt nước thì mình sẽ mua cái thuốc trừ sâu mình phun. Lúc này thì con sâu nó mới chui ra từ vỏ trứng, nó rất là còn non và mình phun rất là dễ quản lý bà con ha. Đó là cách theo sách vở, mình nhắm mắt mình làm theo là ok. Còn bây giờ Hoàng Vũ sẽ chia sẻ thêm cho bà con, nếu bà con chúng ta có nghề quan sát bướm đó bà con, thì mình sẽ dòm coi, nhìn cái đàn bướm mình có thể biết coi là có sâu nhiều hay ít bà con. Những cái đàn bướm rộ nhiều con, nó bay nườm nượp vậy đó, nhưng mà cuối cùng thì lại không có sâu nhiều. Theo khoa học thì những cái đàn bướm số lượng nhiều đó, nó do cùng một mẹ nở ra, cho nên khi nó giao phối với nhau thì tỷ lệ trứng nó nở không được nhiều. Nhưng mà nếu như những con bướm lẻ tẻ bà con, kiểu là nó không liên quan gì về huyết thống hết trơn, thì khi nó gặp nhau nó sẽ sinh ra một cái lượng sâu rất là lớn bà con ha. Do đó mà với kinh nghiệm mình dòm cái đàn bướm thì mình có thể đoán được và mình chuẩn bị những cái chế phẩm để mình phun mình diệt con sâu. Rồi, Hoàng Vũ xin chúc anh Dương sẽ có thêm kinh nghiệm quan sát bướm trên ruộng. Rồi, mình sẽ đến với câu hỏi thứ tư bà con. Cho tôi hỏi, lúa được 85 ngày bị sâu cuốn lá có cần phun thuốc không? Ruộng bò hút nhiều quá, có phun thuốc gì cho chết bớt? Rồi thì ở đây lúa 85 ngày mà bị sâu cuốn lá thì Hoàng Vũ khuyên anh là mình sẽ khỏi phun ha. Tại vì lúa chúng ta giai đoạn này nó cũng đỏ đuôi rồi, và nếu có sâu cuốn lá, lá của chúng ta đã già thì sâu nó cũng ăn được nhiều đâu. Chắc là giờ một số chỗ trong mát hoặc là những cái chỗ nào mà dưới chủng nó còn xanh thì cũng có sâu lai rai thôi, anh có thể bỏ qua. Rồi tới cái con bò hút thì con bò xích hôi đó bà con, Hoàng Vũ cũng khuyên anh là bỏ qua, mình khỏi phun luôn anh ha. Bà con mình sẽ hỏi sao cái gì cũng kêu bỏ qua chứ vậy, nhưng mà mình cũng có cơ sở bà con. Cái con bò hút này, con bò xích hôi này thì thường nó sẽ chỉ có một nhóm nhỏ ở thường là mấy ruộng dưới gió đó bà con. Nó sẽ tấp vô phần đó rồi nó chích thuốc. Thì mình thấy là nếu mình đem thuốc mình phun cả ruộng thì nó sẽ không có mang lại cái hiệu quả kinh tế hơn ha. Thì đó là những cái quan sát của Hoàng Vũ trong thời gian vừa qua. Nhưng mà giả sử như nếu mà anh thấy nó nhiều tới mức độ mà anh cần phải phun anh mới chịu đó, anh có thể dùng sản phẩm thần công nè, sản phẩm rồng lửa nè, nói chung những dùng những cái dòng thuốc mà dạng EW đó, để anh phun cho nó mát. Để mình phun dạng cái dạng EC giai đoạn này thì nó hơi nhạy cảm đối với ruộng lúa ha. Vâng, thì đó là cái phần mà Hoàng Vũ tư vấn cho cái câu hỏi của anh. Rồi, gì nè bà con, sẵn nhắc đến con bọ xích hôi á, thì thường người ta kêu là con bọ bông, nó hay gây hại ở trên bông lắm. Còn trên lúa nó sẽ còn hai con bọ khác nữa. Một là con bọ gai nè bà con thấy hình hài nó đen thui và nó có gai gai, thì con này nó kêu là con bọ lá, nó ăn ở trên lá. Và gần đây bà con mình hay hỏi một cái con mới, nhưng mà thực tế nó đã có trong cái tài liệu từ rất lâu rồi, đó là cái con bọ xích đen. Đây, bọ xích đen này thì mình hay kêu là cái con bọ gốc, nó trốn ở dưới gốc đó bà con, và nó chích thúc, nó làm lúa chúng ta vàng cháy đi, nhìn xa xa y như cái ruộng bị cháy rầy nâu vậy đó. Thì tất cả những loài bọ này nó đều được quản lý tốt bằng cái chế phẩm thần công hết. Hoàng Vũ muốn thông tin cho bà con để vô tình mình gặp nó trên ruộng thì mình cũng không bỡ ngỡ đó bà con ha, mình hoàn toàn có thể quản lý được nó hết. Rồi, xin chúc cho anh ruộng lúa 85 ngày khỏi cần phun thuốc sâu, khỏi cần phun con bò hút, để anh có được cái tiết kiệm được thêm cái phần chi phí. Bà con thân mến, chúng ta đang đến với chương trình hỏi đáp nhanh kỳ 13 với những câu hỏi liên quan đến sâu hại trên ruộng lúa, đặc biệt là những cái con mà tấn công bộ lá bà con ha. Và ở câu hỏi thứ 5 này, nhà nông hỏi thiên địch của sâu cuốn lá là gì, thiên địch bao nhiêu mới cần phun thuốc sâu? Bà con thân mến, thì thiên địch của sâu cuốn lá có nhiều con lắm bà con. Mình có thể kể ra, ví dụ như cái con mà nó ăn con sâu á, thì Hoàng Vũ thấy có con nhện nè, nhện sói nè, rồi nhện chân dài,
con kiến ba khoang, con bọ rùa là những con ăn. Rồi tới con ký sinh nè bà con, thì có cái những cái loài giống như là con ong mắt đỏ, rồi con ong đen kén trắng, hoặc là những cái loài nấm, loài vi khuẩn nó cũng có ký sinh cái con sâu nữa bà con. Do đó mà trong tự nhiên có rất là nhiều những cái con quản lý tiếp mình đó bà con ha. Và anh lại đặt ra một vấn đề là thiên địch bao nhiêu mới khỏi cần phun thuốc, thì câu này thực ra đối với Hoàng Vũ là nó khó trả lời bà con ha. Hoàng Vũ thực ra cũng không có đếm được cái thông tin là ví dụ có bao nhiêu con nhện, có bao nhiêu con bọ rùa gì đó thì mình không phun sâu cuốn lá. Nhưng mà không làm anh thất vọng thì Hoàng Vũ sẽ có một tấm hình Hoàng Vũ cho anh xem. Đây là tấm hình nè. Đó thì Hoàng Vũ sẽ trả lời vui với anh về. Nếu như thiên địch của trên ruộng anh đó, nó giống như cái tấm hình này thì anh sẽ khỏi phun sâu cuốn lá anh ha. Thì đây là cái tấm hình đó là Hoàng Vũ chụp ở trên ruộng thí điểm của công ty An Phát Nông, là chúng ta không dùng những cái loại thuốc trừ sâu gì hết, mình chỉ bảo tồn thiên địch. Thì ruộng này thì từ đầu tới cuối bà con mình không có phun thuốc trừ sâu gì hết bà con ha. Hoàng Vũ hy vọng là chúng ta sẽ có một cách nhìn mới trong cái khâu quản lý dịch hại giai đoạn biến đổi khí hậu. Chúng ta phải ưu tiên mình dung dưỡng những con thiên địch để nó bảo vệ tiếp chúng ta. Rồi xin cảm ơn cái câu hỏi của anh rất là nhiều về thiên địch trên ruộng lúa. Sau đây chúng ta sẽ chuyển qua câu hỏi số 6 bà con ha. Nghe nói có loài sâu xếp lá, vậy phân biệt với sâu cuốn lá như thế nào? Có thể dùng chung một loại thuốc để quản lý hay không? Rồi thì giờ này bà con, sâu xếp lá rồi sâu cuốn lá thì mình nghe cái tên thì mình đã phân biệt được nó rồi bà con. Thì xếp thì nó sẽ quặp từ ở trên lá nó quặp xuống về, thế bà con ha. Còn cuốn lá thì nó sẽ theo cái một cái hình trụ, bà con mình tưởng tượng giống cái ống hút vậy đó. Và đây là cái hình mà mình có thể coi cái con cuốn lá, con xếp lá nó khác nhau chỗ nào nè bà con khi gây hại. Thực tế cuốn hay xếp đó là mình dùng cái từ để mình mô tả nó thôi, chứ cả hai con nó đều nhả tơ ra, nó nối những cái phần lá lại với nhau. Và khi trời nắng lên, cái tơ này nó khô đi và từ đó nó sẽ khít lại. Khi đó thì con sâu cuốn lá hay là con sâu xếp lá gì nó ở trong, nó gây hại cái ruộng lúa của mình. Và bà con mình biết nha bà con, nếu mà để đánh giá con nào khó thì Hoàng Vũ thấy con sâu xếp lá nó sẽ khó hơn. Tại vì khi mà nó đã quặp xuống vậy rồi thì những cái chế phẩm nó sẽ không có đi vào để quản lý được. Và đối với con này thì anh hỏi có thể dùng chung một loại thuốc để quản lý được hay không, thì được hả anh. Tại thực ra nó vẫn là chung một cái loài sâu thôi. Và anh sẽ lựa những cái thuốc trừ sâu nào mà anh tin tưởng nhất đó, anh sẽ cộng với chất thấm sâu 30 giây để anh quản lý cái con sâu xếp lá trên ruộng của mình. Còn nếu thích công ty An Phát Nông, ủng hộ công ty An Phát Nông thì anh có thể dùng cái Loxy 265SC đó anh, cộng với cái chất thấm sâu, mình sẽ quản lý tốt được cái con sâu xếp lá anh ha. Đó là Hoàng Vũ chỉ cho anh về cách phân biệt hai con này cũng như cách quản lý thì nó tương tự nhau. Xin chúc anh quản lý thành công. Rồi mình đến câu tiếp theo. Ruồi đục lá gây hại giai đoạn nào? Có người chỉ rằng khi thấy lá trắng thì nó đã bay đi khỏi cần phun thuốc, có đúng không? Rồi cái này là đúng à. Anh em nào mà chỉ anh cái cách này thì đây là một người bạn rất là tốt đó. Khi mà mình thấy cái lúa của mình nó bị trắng trắng do con ruồi đục lá nữa bà con, thì lúc đó nó đã bay đi từ rất là lâu rồi bà con. Anh hỏi gây hại giai đoạn nào thì khi mà lúa chúng ta mới gieo xạ cho đến khoảng 5-7 ngày đầu đó, thì con ruồi đục lá nó sẽ vô để nó gây hại và nó đẻ trứng trong cái phần lá. Lúc đó nó chưa có thành cái lá thật, nó còn cái phần mà nó cuốn tròn lại bà con. Bà con có thể nghe qua cái chương trình trò chuyện cùng cây lúa mà về cấu tạo bộ lá đó, mình sẽ thấy là cái phần lá này. Và khi mà con ruồi nó đẻ trứng, nó nở thành con dòi. Con dòi nó sẽ đục khoét ở bên cái trong cái phần lá cũng chúng ta chưa có mở ra đó. Thì cuối cùng cái lá của chúng ta nó sẽ mang một cái lỗ tròn và nó sẽ mang theo suốt cả cuộc đời luôn. Khi nào cái lá đó bị già rồi bị tuột xuống thành lá ủ thì mới hết. Đó là cái vết giống như cái vết thương do con ruồi đục lá gây ra hả bà con ha. Và cái con ruồi đục lá này bà con thấy là những cái ruộng mà gần cái chuồng bò hả bà con, là bị con này nhiều. Tại thường là nó hay sống những cái nơi mà chuồng bò, chỗ mà những con bò bà con mình để cái chuồng phía sau nhà đó,
và con mình chắc rơm rồi đó, thì nó có nhiều lắm. Riêng đối với ruồi đục lá này thì Hoàng Vũ hồi đó giờ là không có khuyến cáo phun xịt. Thay vì mình lấy cái tiền mình phun xịt ruồi đục lá thì mình sẽ để dành mình phân phướng cho ruộng lúa thêm để ruộng lúa chúng ta phục hồi với bà con ha. Và hoàn toàn là con này hiện nay chưa ghi nhận được ảnh hưởng đến năng suất ruộng lúa. Và chúng ta sẽ cảm ơn anh về câu hỏi ruồi đục lá và mình sẽ đi đến câu hỏi số 8 anh. Nhiều người chỉ rằng ruộng nhìn xa thấy cò đáp xuống là có sâu. Như vậy mấy ngày nữa sẽ phun thuốc trừ sâu. Là một cái kinh nghiệm mới bà con, có nghĩa là dòm cò mà đón sâu. Vâng, thì thực tế là con cò nó hay đáp xuống những ruộng có sâu, mà con sâu keo, con sâu cắn chẽn ăn lá hồi nãy ở đầu chương trình mình nói đó bà con. Nó xuống nó sẽ ăn con sâu này và có khi nó lại dặm cái phần lúa của mình, hư hại. Cho nên nhiều nhà nông có khi là sợ cò hơn là sợ sâu bà con ha. Và anh hỏi là mình thấy cò xuống thì mấy ngày nữa mình mới phun thuốc sâu, thì mình phải đi ra cái chỗ đó mình coi mới được. Tại mình là mình phải dòm sâu chứ mình không có phải, mình không có dòm cò để mình quyết định được bà con. Mình đi ra tới chỗ đó mình coi coi sâu nhiều hay ít, rồi mình coi coi cái tuổi lúa của mình là có cần phải quản lý hay không. Tại vì có khi những cái tuổi nhỏ thì sâu nó ăn đâu ảnh hưởng năng suất đâu. Cho nên là dựa vào những cái yếu tố đó, nếu như cái yếu tố nào nó cũng nguy hiểm hết thì bà con mình mới tiến hành mình phun cái thuốc trừ sâu trên ruộng của chúng ta. Mình phải ra mình coi chứ biết đâu lỡ nó đáp xuống nó ăn cá ăn ốc gì cái chỗ đó làm sao. Do đó mà mình sẽ coi coi, nếu mà thực sự không có sâu thì mình sẽ đỡ tốn tiền rồi ha. Vâng, một cái câu hỏi rất là vui của anh đã cho chúng ta thêm một cái kinh nghiệm trong cái vấn đề quản lý sâu hại nữa bà con ha. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Kính thưa bà con, kính thưa quý khán giả, thì ở chương trình hỏi đáp nhanh kỳ 13 này bà con, Hoàng Vũ thấy là chúng ta đã có thêm rất 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 là nhiều thông tin liên quan đến những cái nhóm mà sâu hại nó ăn cái lá của chúng ta bà con ha. Thì trong đó mình thấy là có kinh nghiệm là dòm bướm để coi sâu, hoặc là mình dòm cò để coi sâu nữa bà con ha. Nói chung rất là hay. Và thực tế vậy nè bà con, công ty An Phát Nông là một công ty có thuốc trừ sâu, nhưng mà Hoàng Vũ khuyên bà con chúng ta đừng mang tâm lý lúc nào mình cũng phải phun cái thuốc trừ sâu ở trên ruộng lúa bà con ha. Tại vì mỗi loài nó sẽ có những giai đoạn gây hại nhất định, nó có cái mật số tới ngưỡng cũng như là cái tỷ lệ gây hại nó ở mức độ nào thì chúng ta mới tiến hành mình phun xịt đó bà con ha, để chúng ta bảo tồn những loài thiên địch. Và biết đâu một cái giai đoạn nào đó thì chúng ta sẽ không có còn phụ thuộc vào những cái loại thuốc trừ sâu nữa bà con ha. Rồi, Hoàng Vũ xin chúc cho bà con mình có những ruộng lúa sạch sâu, lúa tốt, đạt năng suất cao. Xin chào bà con và hẹn gặp lại vào lúc 18:30 ngày mai.